Không quyết chung. Ông cứ nói chung đây, bác cả phần to, cái chấm đá ca này thì sẵn đá ca. Ngày này, dường nâng phần to, đạp được khai cam xã xây dân kim. Đây là nâng ca bác to ca tăng tâm lúa đời cổng mê tử vi nó mốc nằm nàng đang rạp bảo bình ni. Môn nâng phát đo là vị tử ca chung từ cổng mê tử vi nó mốc nằm nàng đang rạp bình ni. Làm gì sai câu vật thí là người ca bị sự than hiệp vật nam miền nam vật nam miền địa kỳ một cô đại lòng nhầm đây có hàng chưa hình chiều được nông cây chúng ta ca sạm na ca sản phẩm ngày đi sông cột lộc thiên cột địa kỳ tiếng này đường đây ní miền vật nam miền lực lên tai lộc metri michael canavas metri andra chiết ca biết đây ai lộc yên sari ạ vật nam miền đây mình đăng pi mùa hè chôn chọp chát yên xử lý miền vật tư miền nơi bản tục không khuôn khang cao bản tục sạm nà cá tại chôn chọp chát bàn sao sông nẹp băng sắt tam địa mê thì bị bỏ khuôn nông ca cho luôn đầm nà cá tệ thì sạm nà cá đại to pi bản tục sạm nà cá đi khất lẹ băng sắt bỏ chôn chọp chát bàn bạc cô đo làm chi rụi hỏi đại lai sạ say bầm rống TCW bay rồi mà phải bay miền vật tư miền nơi bản tục rồng chạm ca có hai pi on cho nó nhầm rẻ bà ốc quân ông nhầm rẻ ban đầu tôi bị sầm rồi bảo chuyện tập trào yên dưới cho ngày gì mà hay khai bị thôn này cho năm bị bòn đập phí tam được dẹp mình từ bị cà phê cây đuôi con sầm lại bằng sắt cho rùm nông sản mà cá đại to là nông vật dụng sản mà cá đại cột sầm nơi tam đan cây trồng này cá sản mà cá bị chầm ngái tam được dẹp bòn thọ tu tham lập dẹp pel sản mà cá bên mình thằng ngày đi đời miền bành hà sọc cọp hiệp mình ai cũng quay tạm đàn sẽ đáp được cái tâm lai ca tham lai ca đại phật tổ ban an tu sa rồi bảo vệ chế mình định đại tự tu mình tốc bình định thay tôm sọc cọp hiệp chia ba chín chụp chào nơi mình thi không khang ô bồ tát có ban phật đà nơi an tu sa tha được nông cái tâm lai ca tham lai ca nơi ngày ni chín chụp chào của đại tự ban tự tu cả này nhạt ở nơi tạm đàn cái tâm lai ca tham lai ca bị chừng ngái đời hết lục yên giới miền cara vừa mộc heo hạt nâng chế bị xe nơi bị là ông chân đá nâng cổ miền là tập hiệp ông quỳ dục bàn ông nhầm đây dục khơi tha nơi bị nick chuyên tập trò yên tử lý ban thông lập bằng sân miền bắc tây miền nơi khnông bắt tục sản mà cà tuol tại quạt ai tạm đan cái chấm nà cà sản mà cà bị chấm ngái vì bắt tục không khôn mùi thật nơi cầm sao sản mà cà ní tạm mà dễ ông có sập tu nâng ai sầm rùa đo tầm lệ tầm nông được biên quạt chỉ mùi nâng cầm mới từ vì cà phê cây được quạt bàn ông nhầm rẽ tâm lại dục bồm tam tâm nào sôm đối với chúng chụp yên giới để bàn tâm nào sôm để bằng sức chiều rùm nông cảnh tâm nào ca sạm nào ca để tuột được nông vật tục sạm nào ca ní ao lục yên giới được tam đan cảnh tâm nào ca sạm nào ca bị chấm ngái vì vật tục không khôn mũi thân được rộng xa sạm nào ca ní tam địa ông có số tu tam địa địa phi sạm nào ca bình vị ngày ní ao đại khang số tu cho bà con số tu tâm lập chúng chụp yên giới ai tam đan cảnh tâm nào ca sạm nào ca bị chấm ngái tâm lập địa phi tâm nào ca sạm nào ca sau đó tới ngày này bây giờ cái bản to anh em đã xem bắt đầu bị tất cả chuyển từ cầm máy tính nó mốc đồng nàng đang đang đọc này đam mê mình học cả nông ca tăng sâm nô đánh đầu chiếm phố sạ xây rụm đi sớm chơi sớm ao cấn lục bát thiên chia bát tham khi mà sôm cơ rốt lục thiên sôm cơ rốt lục sợi chà cầm nâng sôm cơ rốt đâm nang bảy nhà nâng ăn sa ra ca từng mùa khi mà sôm chấm riết xúa lục yên kín không niêm khi ông chìm đi vì đâm nang đa mình đang rót về ní khi ông biên sôm nua mùi chấm luôn để trời xúa lục này bên này chòng tam bát vì sao cơ đôi chia chấm này đắng không thanh lục thua chìm mi khum cơ đôi chia thua chia bát thiên xạ co nơi không sao mai cam chia chia thập tái trong sôm sna ở lô chuối bổng phư nâng mình chẹt mình thay nơi chấm loại mùi chấm nuối đại bẹ pon pìa vây để lô bán đắng bán khơi bán lứ nơi không sao mai nô trong trang xua lô thả carpin sao mấy lô bán chay nâng sủng nuôi bò sạ bìa nhà mùi chấm nuối hái không lúc bẹ pon nâng ca để lô châu chia
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបដិវត្តកម្ពុជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាសំនួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើមុននឹងលោកខ្លាយជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតើលោកចូលចលនាបដិវត្តខ្មែរក្រហមនៅពេលណាដែរ Nhóm sống mặt chết rãi vợ sọ con này. Nhóm bàn chú ruông nông chọn nạp đi vọt cầm chếp chế thập tay cứ nơi khói phê đài khát cái chế ba rung đó nó kìm có bàn chú ruông nông chọn nạp này. Hai đòl màu ngày tì buôn khai bay cho nằm bòm rồi chất xâm muối nó cứ khang thân ác sọc này bàn tay tăng khi nhóm ôi thôi chế mì khung nè vật thân ác nâng tầm đó nè bê là khung ní chập đàm thôi chế khung thầm mây mùi bì môn nè khung khung xê nhé bàn đó nè kì bàm bài khung vật thân ác nâng chế khung thầm mây mùi mà ai khiếm châu lô rùm bì xam chật sập kroi rọt bà nâng khiếm xông ô mê tệ bà nâng ta lục ai bình chạy bàn thế ta mua là hai đầu vây tới bàn lục sầm ra chất chu cho là nạp được vật mai khóm chỉ cao bằng thật bằng khóm được coi chỉ cao smart chất được bao lục những đằng hai thằng này bên núi bên miền chỉ cho là nạp được vật mà đòn không thân nạp khi ông là chỉ cả sĩ co mà rụm nơi phong vật thân nạp nứng hai bà sân ai chỉ dân mình chô rùm chỉ mùi chô lần à nì tế cứ dân ai tự thu là khổ thân ạ nơi thằng ai nà mùi vì bà ruông dân khởi ta chô lần à nì lẹ khả nạ sử dụng sài đài dân làm bây dô đăng vì bà nhà bà đi bọt nì dân dân gò xâm ra chất bà chô rùm làm bây ai bàn tự thu là khá dô đăng vì bà nhà nì kà nà chữ tự tiết mà giang đâm bay cà phê luôn ai phong mà giang chỉ khô luôn nước muối cứ đâm bay cà phê bị chia bờ rạt phong em sống mềm tệ bên này bà sống ở cún khi ông miên sống luôn mùi chấm luôn tiết bẹp con thân nâng ca chu bị chung rồi bỏ lốp chỉ mùi nâng lục luôn chia nơi khai bị chết đại chia đồng bọn pram rồi pram nút nơi không chia nam một bọn vô chặt sập bầy khi ông trang xua lục tha នៅពេលដែលបាននៅពេលដែលលោកជួបជាមួយលោកនួនជានៅពេលនោះតើក្រៅពីលោកនួនជាតើមានមេដឹកនាំបកគុំនីសដតីផ្សេងទៀតមកចូលរួមប្រជុំទេនៅពេលនោះនៅពេលដែលលោកនួនជាបានអញ្ជើញទៅកាន់ខេត្តដបបីកន្លែងឃុំដាហ្នឹង ទិសដៅសំខាន់គឺអបរំណែនាំអំពីការរៀបចំធ្វើក្រុមវិវាទដៃក្រុមសហគមន៍ប្រទេសឬក្រុមប្រពន្ធនោះកម្មាភិបាលដែលទៅរួមដំណើរជាមួយគាត់គឺដោយអត់ឃើញមានអ្នកណាទេពីព្រោះក្នុងឱកាសប្រជុំនោះគណៈអធិបតីមានតែគណៈតំបន់ប្រាំរយប្រាំនឹងជាមួយនឹងលោកនួនជាប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំសូមអរគុណទេក្រៅពី លោកនួនជាបាននិយាយអំពីរឿងការធ្វើសហគមន៍កម្រិតទាបឬក៏សហគមន៍កម្រិតខ្ពស់តើលោកនៅចាំបានទេលោកនួនជាមាននិយាយអំពីផែនការវាយប្រយុទ្ធប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយទាំងមូលទេបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលអំពីសភាពការសង្គ្រាមនៅពេលនោះពួកនៅឆ្នាំ1973នេះ ប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែមានសង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងកុកជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលមានអាមេរិកាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាធម្មតារាល់ការប្រជុំរបងតបកុំនេះចុះបាទនៅស្រុកក្តីនៅខេត្តក្តីសភាពការនេះគឺគេអត់និយាយចុងក្រោយទេគឺនិយាយពីដំបូងដំបូងឡើងគឺនិយាយអំពីសភាពការ មកខ្ញុំសូមអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងតើលោកមានដឹងទេថានៅពេលនោះលោកនួនជាមាននិយាយណែនាំឬក៏ពីគោលនយោបាយនៃការឲ្យតាមមូលដ្ឋានឬសហគមន៍នានាត្រៀមរៀបចំទទួលប្រជាជនដែលត្រូវជំនះមកពីក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទៅនៅពេលប្រទេសត្រូវបានរំដោះមក
បាទនៅពេលនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការណែនាំជំនាញប្រជាប្រដ្ឋចេញពីទីក្រុងឯងមិនទាន់មានគោលការណ៍និយាយទេបាទពីព្រោះសភាពសង្គ្រាមកំពុងនៅបន្តអញ្ចឹងក៏អត់ទាន់មានណែនាំថាណែបើយើងឈ្នះរំដោះជំនាញប្រជាជនចេញទេគឺអត់ទាន់មាននិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមអស់មតិ បាទកាលពីម្សិលមិញផងដែរលោកបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់សហចៅក្រមអសហប្រិយញ្ញាថាក្រោយពេលដែលលោកបានជួបប្រជុំជាមួយលោកនួនជាហើយឈ្មោះចែកដែលជាលេខាស្រុកសម្បូរបានហៅលោកដែលជាគណៈឃុំទៅណែនាំទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកសម្បូរឲ្យរៀបជាសហគមន៍វិញមិនឲ្យធ្វើជាសហករទេខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើ មានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាទៅរវាងសហគមន៍និងសហករនោះបាទសហគមន៍និងសហករមានលក្ខណៈខុសគ្នាសហករបានន័យថាយើងធ្វើការងាររួមដែលយើងចែកផលចែកផលគ្នាឯសហគមន៍នេះគឺប្រមូលអ្វីៗទាំងអស់ដាក់រួមធ្វើរួមគ្នា ហូបក៏រួមគ្នាដែរអត់មានចែកផលទេបាទសូមអរទេតើការធ្វើសហគមន៍ដែលលោកបានធ្វើនៅក្នុងស្រុកសម្បូរទាំងមូលធ្វើរហូតដល់ពេលណាបានចប់សហគមន៍នេះគឺយើងចាប់ធ្វើតាំងពីឆ្នាំ 1973តាមបទបញ្ជារបស់លោកចែកហ្នឹងបាទរហូតដល់ nhưng rung đó cho nam chất bằng buôn tâm đó bố nơi ta hốp rùm tổng ốc rùm cái lại mà xong ơ mất tệ bạp xong đua cho mùi tiết bẹp con ca chuốc chỉ mùi lộn nôn chia nơi bê lúc đá trong trang xua lúc ta lộn miên bàn đăng rứ miên nhà nà này dây bạp lộn tế tha ta lộn nôn chia miên thật nạ chia vây đá tu nì ti chia vây đá nơi bê lúc mà nơi không bạc không đi Campuchia mà ចំពោះតួនាទីរបស់លោកនួនជានៅពេលនោះខ្ញុំអត់បានដឹងប្រកាសថាគាត់មានតួនាទីជាស្អីប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាគាត់នៅក្នុងមជ្ឈិមបកមកនេះថានៅក្នុងឋានៈដឹកនាំកំពូលនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាបាទសូមអរគុណ ខ្ញុំនឹងចូលទៅប្រធានបទមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលខាង សហករនិងឃុំនៅក្នុងការស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកនៅការចល័យសហចៅក្រមសើមគេលោកបានបញ្ជាក់ហើយថានៅក្នុងឃុំសម្បូរគឺមានបំបែកជាពីរសហករគឺសហករសម្បូរនិងសហករស្រែខឿនលោកប្រធានខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញឯកសារដែលជាការស្ដាប់ចម្លើយរបស់សាក់សីដែលដើម្បីដាក់បង្ហាញថាខ្ញុំនឹងសួរចេញពីនឹងគឺ ដែលមានគឺឯកសារដែលមានលេខ D125/184 EN ជាភាសាខ្មែរ .003410 003401 50 EN ជាភាសាអង់គ្លេស 003451 EN ជាភាសាបារាំង 004417 អរញ៉ាអនុញ្ញាត
không nói chung xong còn ăn chấm lại lúc lúc bàn sao thật cao bị biên ca bay trái xã hạ co sầm bố nâng xã hạ co sai khướn kề lên như dây bị không tiệt hại kề như dây tại pi xã hạ co bận nọ sầm nua bọc xong trong xua thà lúc trong mình chạy bàn đây thằng đập lúc miên mê không rư cả nạ không tiệt tế rư co lúc luôn lúc miên tu nhiệt ti chỉ mê không phong nâng chia bật thiên xã hạ co phong mà. Ban nơi bail đèo kê kim nó tay bán chạy tay giữa sạc có mì khum nắng miên tù nơi tìm chìa bên sạc có tay mật ong mà ăn miên mì khum sáng bên sạc có sáng nơi kim mì khum miên tù nơi tìm chìa bên sạc có ai mì phum kì dưng rìp chom tay chìa mì bên chìa ka mok pruin ở đó ta mà phùm nâng kỳ bánh chạy bà mạng mộc rùi cứ mê phùm nâng có tù khâu trái ta mộc rùi nâng mà tìm sông ôm tệ. Đối chứ này miền này thà khung, khung sông bố lên miền mê khung hai nửa bên lúc ta mê thế. Bà ôn miền mê khung tiết đấy bà vừa tay chụp thiên xã có cái lạnh dây bị khung ấy cái dây bị xã có ta bình mà chúng sống ôm tệ. Cao pin sơn mấy lúc ban mình chạy phòng đại thà nơi không giả hạ có cứ miền ca cục cồn đòi cả nã cam thì cá để miền khnhiệp bầy nè trong trong xu lô thà tá cả nã cam thì ca cục cồn nó kia hai thà đôi mà đây tới hai thà không ca cục cồn kia hai thà bật thiên khốm cả nã khốm rồi có lê kha khốm giang mấy đã xôm lô ai rìa rọ bàn thế mà. Bên tay chế xã co này cứ dừng bên tay chế cái nạ xã co bình ổn miên chế cái nạ khung đi môn đây và bẹp bọn nâng lê khả khung ấy cứ ổn miên pháp đồ để ổn mà thay dừng bị môn mơ thương mê khung mà rừng miên tu nơi ti chế lê khả khung nơi bê là dừng thơ chế bà thiên xã co có nơi chế lê khả khung tự đài nâng bẹp bọn nâng càng nghe bạc bởi càng nghe về việc phần này bạn nói về này tại đại lễ ông mình phải pru là bà nhâm sông ông tề ta không thân nạ lục chi lê khả khum rư co khả nạ khum nơi pe nu trong trong xua lục thà ta lục đại miên tổ tu câu ca rư co phan ca này non bị thân nạ lơ là mui ở lục bình chun mình nu na để thưa kho rư miên cổng kho đại cái chặt tục ta chỉ mang từ mình ti xăm sóc na mui đại tế bà bẹp bòn nông bài nhà bệnh chú ni viết bẹp bòn nông ca đề ca bao dương bao dương kháng khung nông đề ca tứ thà chuẩn ni mui miễn sập hiệp mình lo anh chơi chuẩn nông mui miễn sập hiệp mình lo anh châu anh nông ban kẹo dương chạp bệnh chú nói bác sĩ na chỉ dương ăn miễn nông đề ca tới thà chuẩn ni chịu khăm ăn nên không sợ coi thế là những miền đại cái lò móc không có mình đại ban chập chun bằng bồn những tới đây bị propel nó dụ chun dụ nơi nên không sợ coi có đối chân nên không khung cả môn nhưng cả sợ có dụ chun nơi tránh trong ở hải là từ thưa to mà phe chán từ thưa to là tới bầm ra nó ông có phe robot sông lơ phần này càng nghiệp xem xem là từ ông phe khán là từ chỉ cả su chẳng nên không mà sạ này không khung ấy cầm lang po là cắm việc hại mình đàn ôi trong miền chấm nạp bà rong mới thập bà sơn la chiên nghĩa khăm ăn tới miệt bà con chỉ ăn miền là bông còm gần phò này cái đảo vậy đối chân này không nông thân nạp nhom chỉ nạp đặc nòng khung khi nhom mình đại đi cả sẽ lập chỉ chuyện ai đây bà bị pro lực chẳng mình chạy chun không đi càng lời chẳng sống ôm tệ bẹp con nâng nơi hạ con nâng đá trong trong xua pi mà show bài tầm nhẹ tầm đông ca nghe xên xên ta lúc pram show bài tra anh chị kia nó mai nó bị thạ lơ từ thạ cao mà show bài thì tầm nhẹ tầm đông ca nghe đòi vị thi na tớ bà ba nhà tầm nhẹ tầm đông nêm miền pi ở tây hoa ta pel bị chung p
về bị chung chót dương đã phản cá bị chung ngày nào tiền cầm nọ được trong ban chung riệp chung bìm sa dẫn thân nạn sao động chung môi nâng khống mà phần pi thằng ấy cứ chụp cái này mà đòn hay mà riêng đòn phần pi thằng ấy ông mà bị chung mà ở đây họ tại dương bị chung ngày nâng đó thằng ấy nếu để tha thằng ấy phật dẫn là ngày phật cáo dẫn dương mới chụp chung này tiệt những cái đạo phan ca chia sẻ tầm đòn nâng tì mùi tì pi khi nông cả này chạm ba chữ rưu miền cả này bị xe rưu miền càng nghe khai bị đằng tiết đài dừng mình đã ban đạo phan ca này phê bị chung cứ miền nề xa mà sau khi miền nề xa kế khang không có miền nề xa được cái này chẳng mà sân là chỉ chạm ba nề xa nâng trời từ sau khang sau nề xa nề xa sau cái màu khang không bình nếu chị càng nghĩ đã ăn vót này phải nuốt kiếm sống ở mặt đất mà bẹp bòn khung vinh mà đó lúc ban mà chạy thà lúc thua phơi chia cả nặng khung được cái thiên khung chập bị thay thì buôn khai mị nia chăn làm chặt mũi một bòn vừa chặt sấp mũi là hốt đó thay khai cùng phe chăn làm một bòn vừa chặt sấp cùng phần cứ là không khung vật nặng khiêm trong xu thà ta nơi không khung vật nặng để lô càng cảm nỗ miên bầm an sa hạ co đấy bà nơi khung vật nặng để khiêm càng cảm nó cứ miên là mùi sa co đấy mà sa co mà khung nó kê điệp trong tại mùi sa co mà gần thà việc tạm phu mùi mùi tới cái bàn chay chỉ một phu nhân địa từ một phu nhân càng nghe mà chẳng cứ đôi chia trong bị chạy chung là nơi sầm bố bay chạy chỉ pi xạ cò ai nơi vật tận hạ đi tại mùi xạ cò không tu tới ghê tại mùi xạ cò đấy bằng lời không sầm bố ngô về thống rồi mà vì muốn tầm mùi đá bằng lời rồi mà bằng thì bay chạy chỉ pi xạ cò ai nơi vật tận hạ đi miết tại mùi xạ cò thì kiếm sống ôm tệ vấn đề lúc thiên cho bạn xong ăn ở nhà bạn bằng hàng ai cả xa mùi tiết bẹ pon từ nâng chầm lại bò xạ xây đá nơi không ai cả xa đi mà rồi mà phơi prám sla mà rồi bài sập bún đại miên y ăn chip xa máy cứ lê sôn sôn sam bún sôn muối hà sấp y ăn chip xa ăn lê cứ lê sôn sôn sam bún hà muối cà pí nâng y ăn chip xa bà ráng cứ miên lê sôn sôn sai sấp sai muối chật bầm bầy ông chủ đề anh nhà và nơi không chấm lại hàng cào sum núa xua thà không được dẹp cao đại lục can cạp tầm này ní thay ca ca nghe đại lục bàn này nuông ao thạ lứ sum tôi ao thạ cào anh vót rùm miên ở vây khla lục bàn sờ lại thà dương hai bậc thiền phú một bậc chúng nơi ta một ruộng đợi đã phèn cả cà bờ chúng chia mùi phúm phơi lá không nông cầm lòng mùi à tết mà đòn bận toa pi từ tua ban phèn cà bị thạ lờ sông nuôi rồi bọc nhóm tròn xua thà ta lục che rồi biếp phơi phèn cà ní pi nà mốc ta lục miên riêng sôi pi đèn ná miên vẹt mà đòn mà đào bẹn nà đài bà រលផែនការសកម្មភាពគឺយើងបានមួយយ៉ាងគឺជាការឆ្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតក៏ជាការណែនាំរបស់ថ្នាក់លើដែរបាទថ្នាក់ស្រុកពេលយើងរៀនសូត្រក៏យើងមានគោលការណ៍ជាវគ្គជ័យក៏មានការណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការធ្វើផែនការការងារដែរបាទខ្ញុំសូមអរគុណទេ lực sống nua mùi tiết bẹp bòn nâng bàn hạ thạ nơ lý đá
lúc tay thì dây thắt lúc tay miền tùm nẹ tùm nôn chỉ mùi thạ lư ri cá có đôi chia phải chung chỉ mùi thạ lư chỉ hồ hái ta lúc đăng tế thà thạ lư miền đăng thà nơi giả co rư khung một bọt lúc nó miền ca bằng khách bằng khom rồi chỉ cho nói thưa ca rư co miền ca bằng ọt à hà đây thế bà ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះគឺថ្នាក់លើគេគ្រាន់តែមានផែនការឲ្យយើងដំណើរការដូចជាសហគមន៍អញ្ចឹងឯការហូបចុកមានជាក់ស្ដែងដូចជាកន្លងមកនៅក្នុងឃុំអញ្ចឹងគេណែនាំឲ្យហូបបបរទៅប្រជុំស្រុកគេថាឲ្យហូបបបរជាទូទៅដោយមានកន្លែងខ្លះខ្វះខាតយើងចែករំលែកគ្នាបាទហើយ អញ្ចឹងក្នុងការហូបបបរនេះកន្លងមកខ្ញុំអនុវត្តបានតាមការណែនាំរបស់ស្រុកឯងខ្ញុំជំទាស់តែខ្ញុំហ្នឹងបើណាខ្ញុំមិនដាច់ជំទាស់ក្នុងអំពីជុំខ្ញុំនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយខាងស្រុកហ្នឹងខ្ញុំថាបើចង់ឲ្យហូបបបរនៅកន្លែងខ្ញុំតដកខ្ញុំចេញពីមេគេបើខ្ញុំនៅធ្វើមេគេខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវទៅហូបបាយពីព្រោះអីពីព្រោះ មានមានគេចំណុចខ្លះគឺរបងថ្នាក់ខាងលើគឺក្នុងទួងហ្នឹងក៏មានចែងពីបញ្ហាហូបបាយដែរបាទពីព្រោះមានចំណុចមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំមិនដឹងចេញនៅក្នុងឯកសារណាមួយខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថានៅកន្លែងណាដែលឲ្យវិជ្ជាជនហូបបបឬមើមឈើឲ្យពិនិត្យថ្នាក់ដឹកនាំទី 1តែថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមានសមត្ថភាពឬអត់បើគ្មានសមត្ថភាពទេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតែគ្មានវិធានការទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រភេទទី2ដែលជាខ្សែក្បត់បង្កប់ក្នុងជួងបៈពួកនេះឲ្យវិជាជនហូបបបរឬមើមឈើក្នុងបំណងព្រោះដួលរំលំមេគេបបៈដល់មានគោលការណ៍នេះបានខ្ញុំនៅកន្លែងណាក៏ខ្ញុំអត់ហូបបាយរហូតពីព្រោះប្អាយលើថា បើសិនណាជាយើងអបជាជនហូបបបរមួយមើមឈើព្រោះគ្មានចំណុចណាមួយដែលយើងថាមិនរោបាយអបជាជនហូបមិនបានទេពីព្រោះអបជាជនសិនអ្នកស្រ័យអ្នកចកាបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំហ៊ានតវ៉ាហ៊ានតស៊ូដោយសមាងនឹងអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យមូលដ្ឋានដែលខ្ញុំកាន់កាប់នឹងហូបបបរដកខ្ញុំពីមេចុះបាទបើដកខ្ញុំពីមេចង់ហូបឲ្យហូបទៅនេះជា ចំណុចមួយដែលខ្ញុំតស៊ូក្នុងដំណាក់កាលនោះបាទដល់អញ្ចឹងមេនឹងដោយអត់ហ៊ានថាឲ្យខ្ញុំដែរពួកមេភាគច្រើនជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែរបាទប៉ុន្តែក្រោយមកមកអស់ហើយអត់មានសល់ទេដូចជាមិត្តផានមិត្តនីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអញ្ចឹងគេបញ្ជាអញ្ចឹងគេថាបើអញ្ចឹងវាបះប៉ល់ដល់មូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេហូបបបអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំដាច់ខាតអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំចេញពីវត្តនៈទៅអ្នកវត្តនៈកវេទនីដែរគ្នាហូបបបមកហើយដល់ខ្ញុំទៅនៅសម្បូខ្ញុំហូបបាយនៅសម្បូទៀតដល់ខ្ញុំចេញពីសម្បូសម្បូទៅបបបីទៅកន្លែងយុវជនយុវនារីទៅដំបងបបចំហុយ ដល់បបចំហុយក្រោយមកក៏ដាំបាយហូបទៀតទៅដោយស្រុកគេផ្ដល់អង្គពពេលហ្នឹងគឺគ្នា500អ្នកជាងអឺ400អ្នកជាងដំបូងក្រោយមកប៉ុន្តែអ្នកគេផ្ដល់អង្គច្រើនដែរដល់គេដកកម្លាំងអស់ពីអង្គភាពហ្នឹងនៅសល់100ជាងអង្គនៅសល់កូនហ្នឹងហូបបបទៀតទៅបាទហូបបាយទៀតទៅ នេះខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងគឺមានការណែនាំមេហូបបបអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអស់យោបល់បាទខ្ញុំមានសំណួរផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនដែលនៅក្នុងកំណត់ហេតុយកចម្លើយរបស់លោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកធ្លាប់បានទទួលសម្បត្តិពីថ្នាក់ស្រុកដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់គឺឈ្មោះតាឈី សំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើក្រៅពីលោកទទួលសម្បត្តិពីថ្នាក់ស្រុកថាតើលោកធ្លាប់ទទួលសម្បត្តិពីថ្នាក់លើណាផ្សេងទៀតទេដើម្បីឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សនោះបាទ
nơi bề lực dùng từ tuần này thì chỉ mới không bắt nạt đây, nơi không sụp bộ đây, nơi Karatan dù chuẩn đi bỏ bay cái đây, cứ ban từ tuần này sớm bớt anh chơi thì chơi cái mình đã thấy chọc luôn đấy, cái thà ở anh chơi thì chơi máu lại là sọc lại sọc và vòng thì sọc chẳng cứ chẳng bàn đặt tôi để mũi cốt sầm bớt này chập khuôn em xong rồi để và cà pin sầm mình phòng đái lục bàn sầu thì cân nặng sọc sầm bô cứ ta trái quạt miên pan ha sầu là thoa chỉ mũi nơi ri rồi nó quạt trái bàn thì chập khuôn sầm nuôi là bọc nhóm trang xua lục thà tá đâu không niêm lục chỉ mê khung có đôi chia bất thiên xạ có nơi bên lúc ta lúc đại miền đăng rồi còn miền đăng rồi còn miền khơi dụ bị chôn dụ anh ri ná đại miền pan hà khang này sa lợt thoa khâu sa lợt thoa nơi không khung rồi có xạ có bảo lục thế bạn này khi nông xạ có bảo nhóm này cứ bẹp bòn pan hà sa lợt thoa cứ chấm vô dụ chân là đi đôi chợ ở đại ban chụp đại thế đại lái cứ miền miền cả sĩ coi là bạn đòi dừng ở rum này non tới có ban sưu mình đã đại ở miền phải nhà hay ở ban chập tròn cái thế và vừa cần thà sẽ sai nhiệm lực thì họ đi mình nhận luôn là đòi ngày thế có nhận đặc trình chun biếng để ao sải chăng ai mui đó còn máu tới sân nặng vẹt đạp lời đó còn sân nặng nhồi nhồi tới tới trời chỉ mui nặng nặng đam bài nặng từ và đó miền bản nhà đây cài máu chẳng tới đó sầm ruồi này tới ôp rum này nằm tới cày máu còn có bàn ruồi mình tới ở miền chập chòng để mà sầm ở như vậy ta lục thọp và liên vẹt mình đâu mình đào hàng này sờ lật thò này thế vì muốn màu nơi không sao đúng không ạ? Khi nông robot cầm chip bị chia tập tay đẹp vào nông pa nhà sờ lật thò này cứ bàn ôp rum này nom chìm top top đây mà bị pru pa nhà sờ lật thò này chìa pa nhà mũi đèo ai bà bảo đó là con dù bà dù bà nâng chẳng cứ chìa vị thiên mới tăng răng mà nạ đại miền sớt là thô nâng cứ chìa cầm hốt là thông thông hồ đôi chân này hai bàn chìa tăng ọc nế tăng nhóm tăng kê nâng tăng bà chìa bà rốt nâng phải dạy anh tăng ọc nế vì xe khăn ông chẳng nằm dù vi mà vì bố dân bà đó sất ở đây mình mang thầm bà đó sất đây bà sân là chìa trong bàn đây vốn cứ ơi rì cà mà ta mà cái nạ bà kì dân hiếm sông ôm tệ bà khăn ông thần nạ lô chìa mê khung có đôi chìa bà thiên giả cò ta ở nơi xa mai nú đôi bê đề lô chong thôi đầm nào tờ nào mà nát lô miên thua ca sông cho bạp rồi có lì khách ăn ở nhà thua đầm nào đi thần nạ nà đấy bà khăn ông cả thôi đầm ná nơi pê đôi thầm miên cả chạm bạch mà miên cả chạm bạch cứ vì xe cứ miên đà pê đà tạm đàn bà vật rụp sài chê bà vật rụp dụ bà vi đà chỗ tọp ấy mà đăng thà krom kru sa miên bẹp bọn ấy khá phục mặt đài nâng cư dạng mạch nâng bàn dạng ai thua đồng nà bàn mà hai đói miễn lì khách chênh ôi bọc sở rộng hai bọc sở nà chìa càng nghe thông mặt đá đôi chìa mặt đá bàn đá tên nà mặt nà phong phùa vì mùa miễn nhật lùa là hốn mà lùa là hốn hai bọc sở nà chìa thà nực ngài ấy có được chồng chấn sở cùng nát này sở cùng chúng ai này
nực mà ơi chong mà lấy có ọt ọt đằng ọt đại hiền sống đấy sống chập mà lấy mà ơi bạn buồn phạm ngay ọt đấy và chẳng tới tam đâm na mà nấu sinh chế tân na nó cứ đại chăng ai đấy và dù dù tới thom mà đã ọt em sống ọt mình thế và cho chồng pu họ phải chia bộ rót thom mà đã với nơi pel đã bộ quạt chong từ sọc xây được có khung xây ta phụ quan miền sứt dày phía phong ca đà há được có sông lịch khách ở nhà thì thân ảnh này đại bạc nơi về nó cũng rò miền nè đã sông chứ bạp tên nà mà ná mà phụ cao bị môn cao bị dân môn rụng đó cho nam chật bay chật buồn ấy anh ông miền miền xong từ từ mai ư ấy kia đào cày bị chết sập ram nắng đôi chi miền nè xong tới thế mà cái nè nơi tận ác cái nơi tận ông ấy mà đời lái đôi chi khi ông nơi Karatan khỏi bị khi ông thương mình không ở thời bờ thiên sạ co sài khứ anh tới khi ông tận nơi Karatan bỏ bay chỉ mới dụ chân này đi anh nói giống bác sách ơi mình nè chẳng ai mà lên tiếp bạn bay ngày ở nè chật nè chẳng ai bạn pram thằng ngày bố mình chẳng ai mà bố nè không sống đại bạc con là thà nè khá là lại bị cả đặt thán mà phùm sân đàn tại không có bạn làm ra dễ bị chết anh nói bay ngày bạn nè nơi xung bố nè nơi bỏ tặng lại nè nơi có nhà có ấy chẳng anh đang làm thằng ngày anh đang chừng ao sập màu và đòi ao bị thiền con nghĩa tôi sẽ một thịt màu bị prupe nu tại ở miền lịch khất nơi xã có là ở ao bay này hố bay đôi khi niệm màu lên tia nhưng ở miền lịch khất ở ao bay hố chẳng ở miền lịch khất tới anh đang ở miền bay hai thì nếu chăm sóc ông tệ bên ông chăm sóc bà chạy là mình chí đối chân này miền này thà môn chân nam một quân nó chất sắp rám bàn này thà ai nơi miền sất sợi phía khá trong phù hợp bà chí chôn thò mà đã ai đã hào tái bà tòa bì một quân nó chất sắp rám máu bàn này thà bà chí chôn mần miền sất trong cả đã hào thì mình thế bà bà chẳng á bà khỏi bị chất sắp rám cả đà hà nâng với miền lạc nạ tăng răng mình mang tăng răng thay vì chế chốn xong vậy ta thân ạ đăng nôm nâng có miền cả tăng răng này mà nì dây rũm phán ca với xe xa tới ở đăng tên nà mà nán là chụp từng ca nghe từng ổ nâng mà chúng xong ổ thế bà xong ổ cún khi ông chô mô bà thiên là bọn tiết cứ bẹp bọn nâng ra chân hà xong bọn sọc ở lúc ban mình chạy thà nơi đồng bọn pram rồi pram nó cứ nơi bên nó cứ miền sọc chùm nguồn bầy cứ sọc sầm bố sọc sân nguồn nâng sọc cái chè khi ông xua lúc thà ta lúc đăng thế nơi cao mà chịp xếp bẹp bọn nâng sọc sầm bố để lúc thôi ca nơi thì lúc nơi không khung sầm bố đã khi ông xua thà ta sọc sầm bố vinh ta miền ra chả nà sầm bọn dạng mách ta nơi cao nơi miền mình ti bổ màn đấy nơi cao mà vạt sọc nó mà mình mình tiêu vậy là lục chạm thế lục đằng đấy bạn nơi cái lái sông cà pì cho nó nước miền khởi tìm mối miền mình tiêu bằng xâm lược thời ca luôn mà bị chung miền xa mới mà bị chung đói miền tế hợp bằng thân ạc đặc nằm sâu cái nơi chìm mùi khí nè nâng và cái lại mà hai đời lại tiết cứ miền môn tì pi đã đạch vì cái tiết cứ tì mùi môn tì sạch đặc cách môn tì sạch đặc cách nế cứ miền xâm hạp đo phó phê mà xâm liệp bằng phẹ rư xâm phê ra ấy đã cái chai chai để tam xạ co nâng tì mùi hay nâng tì pi tiết miền môn tì sân cung cách thì sự cung cấp này sẽ mở ra hàng hàng cầm phết mà này cứ một tí nâng ai một tí sản xong nó cứ
chia cái lại không khang mà nu rồi bằng phần này sản sau con bà chẳng cứ miền thì bay đến sông khan nên kiếm sông om tệ lục bát thiên nào cho bà sông an nhã bậc hàng ai cả xa mùi tiết đây là cứ ai cả xa chia cầm nọ hai sạp chầm lao rồi bỏ xạ xây đá cứ đi pi rồi xàm pi sla học sụp mùi EN chia bì xa khám ái cứ xôn xôn xa sắp hoặc phây prám hoặc phây pí EN chia bì xa ong lế xôn xôn xa mũi hoặc phây mũi cao mũi EN chia bì xa bà răng xa bấy xa prám hoặc phẩm phẩm mà ông chúm đại anh nhạc sống nuốt xua lộ thà ta nô ná miên tu nỉ tí rì ca tơ mà chậm chậm lại bỏ lúc bàn xài thà khi nhóm mình đăng tế khi nhóm quan tại đăng thà không mình chun rồi bài ca tơ sốc hơi sốc tơ khai bỏ nọ sống nuốt rồi bỏ nhóm trong xua thà ta ca mình chun rồi bài ca pi không tơ sốc vì sốc từ khai đã sống đại lưu đồng bọn nút thật ta chia rồi bài ca bài nà tứ hỏi rồi bài ca ní bị chung ta mà cho ba giờ vậy khá tư bà đời kiếm bàn chùm rìa phim sâu mà nháy thà rồi bài ca ní phía chả rán cứ dừng dừng chụp chung nâng cứ chụp chung nế dừng như vậy vậy khi có trạc nông kê tế riêng luôn mà cái dân bị chung bị chăm sập đà dân khum nam miền bảy hà ấy khum nam miền bảy hà sản xuất giang mấy bảy hà cả sự cam giang mấy sang cung mà cái giang mấy lực lượng phân ai nứng hai cái cọt ra dân người ai cả bị chun cứ ai từ lực cả cọt ra ní sau cái ai bị chun ta mà bài cả nó tới khai ai khai từ khẩn lời tiếp mình đang chỉ rằng bây giờ khi ông đào bàn với bà nhà nông bà xong ổn tệ ta ta mà cho bài thì ca mình chun là bài ca đấy ai miền phơi ta mà dạ xa tu rồi lấy cái đấy thế bà nơi thân không rư thân hạ sọc mà lộ đăng thế bà bà chồng xong chùm rệp ta nơi thân hạ không ổn miền xây tầng ngọt và miền tài được chùm chùm rệp chúng tài rì ca ta mọt tê chun cái tới ai sẽ đọc tư khát khi ông gọi đăng cái miền xây cái đấy phần là đăng là tha miền nê xa tẹ tuông nê tư xê chê cái đá hình tên nê xa chọc lăng bị sẽ đọc tư khát nên khi em xong ôm tê và lúc tiếng trong xong an nhạt an ai cái xa đã đá còn khẳng kraum đã chưa cứ lấy ai cái sàn đặt đáy là hơi nâng tầm po đặt đáy là nông nút sầm núa để cái xua lốp thả nơi pel đại lốp này dây thả nung pính ta lốp sầm đại lơ mình ti bầm bay rồi chặt mềm thế chậm lại vào lốp bàn sầu thả bờ hai mình ti này hơi bàn tay trong mình đăng chấp ba pi mình ti này tê bàn tay nơi pel nút bờ hai chuyển luôn chia cứ chỉ nhẹ tụt khó trớ khai trở che bị pru quát hạt xa một khai trở che khi ông mình school nẹp xe tiệt tế khi ông lưu tai mua bồn bốt yên xử lý khiêu sầm phón phần tai khi ông mình đại bàn khơi bụi quạt tề sầm nua là bọc khi ông trang xua thả ta lục miên đại đăng rư cổ lư kê nỉ dây bạp thả bồn bốt miên mộc nghề chiều vây rư thần nạ chiều vây nơi khổng bạc của mình Campuchia đại tế mà khi ông thả lọc bàn lư thả bồn bốt ní chia lấy cả ba cùng đi cầm chia mà cho chồng pua lục khi sầm phòn với ta lục đăng thà cầu chơi chồng này đầm đầm bơm mì sa chặt sầm mốc ta quan miền tu này ti chơi với đã miền cái práp rồi còn miền cái này dây thà quan miền mục nghề chơi với đây thế mà
lúc khiếu xung phán cứ khiêm ban lưu đá lưu thả khát chìa chìa phần mộc rọt cầm chìa chìa cái hạc xây thế cả nâng cả đăng thả chìa vì mình chú bá khiêm xong dịp bọt bên nâng cho chúng tôi lúc yên sử dụng ta lúc miền bản đăng rừng miền này kênh dây bệnh lúc thật quạt miền tù này tì rưu thần nạ chờ vậy đấy nó không xảy nữa chúng tôi lúc yên sử dụng chúng bán đăng chúng bá vô lưu thà quạt chè rộn mình trái cả bọt tê mà xong ổn mà chúng xong châu bị thiên bọn tiếp đẹp bọn nâng đập bọn pram rồi pram trong xua lúc ta lúc biên bản đăng vì ra chân nào dùm bọn rưu cô mình ti xe nơi cao mà vạt nơi đập bọn pram rồi pram này tế bà đẹp bọn nâng đập bọn pram rồi pram mình ti xe nâng bọn pram rồi pram bên lúc nhóm ọt bàn chú bà lo thế kìm ọt bàn cất đập một bàn đấy vì vừa bà thả màu cái cháy màu tới riêng cái hai tới riêng tới tới cái lại riêng tới chênh về riêng màu màu cái lại mình nâng nhóm xong ôm tệ lúc bàn bình chạy phong đây thả đầm bọn pram rồi pram ní chứ đầm bọn xoài giặt đây tôi tuôn bình chìa tôi bị thả nạ lơ cứ khả nạ mà chầm tôi chúng chọn xua lục thà tá lục đăng thế thà hai tờ vấy ban đầm bon pram rồi pram đi miền lệ cái nào bị say chẳng na tới ban kia ao sứt từ chưa đầm bon xoài giảm nó mà lục đăng thế mà rưỡi cô miền là na đây là dây bẹp dùng bị mù là hai tờ vấy thế mà bà nhà đây đầm bon pram rồi pram này khai tại chia đầm bon xoài giảm chúng con đã ban lưu ta tây chân bón xoài giàn, phần ở đằng tham mưu lại ấy ban chỉ đồng bón đi tây chân bón xoài giàn thì mà kiếm sâm ở đây. Chúng sâm châu và thiệt bọn mùi tiết bẹp phòn ra chân à sâm phòn vô thía chúng trong suốt lâu thà lâu châu trong nà bạ để vọt dù hỏi tam bọt vì sao cái đôi chấm này đăng ta lục miền đăng rồi có vô làm pi pan hà vô rachana sầm pon vô thiệt khla đại tế bà bẹp pon nung pan hà rachana sầm pon vô thiệt cứ chấm ở mặt đăng đại bố chấm đăng là tha nơi không khung miền mi khung tự tu khởi tài rùm anu bệ thiên khung tự tu khởi tài vô thế khang thạ sáu cái cứ điệp chom mà ra chân sâm phun giang mai thạ khai điệp chom giang mai nước chom ở bàn đằng mà kim sông om tệ ta lục đằng thế đầm bòn pram rồi pram đấy miên vô thiê bảo man bảo phê tới bà miên đầm bòn chỉ vô thiê mà châm rư cô vô thiê đầm bòn to lư thế bà miên bảo man bảo phê đã lục đằng thế bà nơi đầm bòn pram rồi pram nick em cái đó đằng thà miền du thế bằng đầm bòn du thế bòn bòn ai du thế xây tiết kiệm ở bàn đằng và đằng thà miền miền du thế xây thà còn pool còn ấy bấm đằng chỉ còn pool nu chùa chương vẫn mấy còn khởi thà đôi chân nơi nâng cái chai nâng lên mò khay nâng miền còn pool đây bày hội mui anh chấn chơi chơi nơi tì nông cứ mình mạnh chơi chơi gọi tì tăng sầm phía đại kế nơi nơi thọ khai nấng nơi vọt nấng anh chấn cứ khả năng đăng văn năng cả điệp chom mà ra chân na sầm phôn rồi còn miền vô thế giang mấy tiền nước nhom ọt bàn cho bà đây bà bẹp phòn đường vô thế này phòng đá ta nơi không đầm bòn pram rồi pram nóng lục đăng thế thà ta vô thế miền sứt không ca sầm rác chập mà nu đưa cô đẹp na đại kỳ trao tha chỉ khăng đại tỵ bà
ແຕ່ປານນັງບັນຫາຢູ່ທຽອັນມີຕົວນິຕິຈະແນະຈັບຈອງໄດ້ມາທາງພ្នែកສັນສຸກໃຫ້ໄດ້ bà xem xong châu là bất thiên là bọn mối tiết bẹp bòn nâng ca riệp ca đòi bằng khom nâng nông sở máy nô ca pin xa lâm bánh phong đáy lúc bán chá lao tờ nâng xa hạp rìa nha thà lúc thuộc chui riệp chom nâng bê là đáy là dô thi kì xa nào xong tờ kháng sọc hay sọc bình chun xa nào xong riệp ca màu lúc hay lúc riệp chom chì nê ri đà mây riệp ca ai khăn nô có thuộc miên con bùl bùm buôn rồi mà phây có bán xa nào xong đáy khiêm chong xua lúc thà kra ưu bì ca sna thom khang yo thia ta mien khang yo thia sna som mo dai chi yutti chun pi ka riep ka chmuoy neri dai mien dai cheung lo dai te neu khong mulathan neu ko robas lok nung ba doi khiem ban chmreap pi msal mai keu ka khiem neu chi ประเทศองค์ภาพอยู่ชนอยู่นรีนี่คือมีการสนับสนุนปีองค์ภาพอยู่เทียตามเรียกสรุปสมนรีโดยจะสามสมเนี่ยกำลังเป็นบานตะอัดกรุ๊ปเต้ถ้าอยู่ตัวเพื่อปนอยู่เทียเป็นนู้นอันมีนรีจอมในกลายจอมไม่กระนั้นมีนรีได้สมัครจัดตั้งกี่ประชุมติดตามเรียกสรุปถึงมาอันมันท่า เรียบจอมในกลายจำได้ให้ขนมเปิดในรีนุตัยเขียมมันบานดังท่าตาตัวบานครูซานุปิกาหรือก็มันปิกายังไม่นู้ดาบานได้ผมมันมาเรียบการในกลายการทานได้จำในเดียบ่ะคุณสมอมเตะเปียปอนการเรียบการนี่ได้ตาโลกมีดังที่ทำมีนรี ในขนมสหกรณ์วัลลุกวัดมันโปร่งหรือก็ประกายตากวัดมีนปังหายการลางอะไรที่ว่าแต่ปัญหานี้ยังอดได้จูบเนี่ยได้ถ้าประกายถ้ามันโปร่งตัวหรือโปร่งตัวนั่นแต่อดได้เมียน จูบปัญหาเต้มาอันที่หอโดยเจนนารีได้ค้างอยู่เทศนาตั้งนั้นเราแต่เราคลายเงินก็คือเข้มกระดาษบานมาอันในขนมสะกอก็โดยเจนนารีทานบอกยมนี่ก็ได้เมียนปัญหาได้ในการทานมันได้มาเรียบกาอยู่จนอยู่นรีพองมันในสะกอบางเก สนาสมไตรไรเนี่ยแกยังนั่งแกอดเมียนประกายอีกได้ป่ะสมอ๋อมาเตะบ่าชาวเมียนสมนัวมวยเตี้ยได้เปียปอนนึงกาเธอตกบกมันนิ่งดอลปุจนจิตขมายอิสลามกาปีนซาลบังก็ลูกบานบัญชีพองได้ท่าเนอร์สเตอร์กรุ๊ปสหกรณ์ต่างอ๋อเมียนกาบังคอมออยปุขมายอิสลามโฮบสัจจุรุในสมัยนู้ตาลูกดังเต้โกลกาหรือก็พายนกานี้ตาเนี่ยน้าเนี่ยดัก บัญชีมาเอาบังคอมเอาจนเจ็ดอิสลามหกสัจจรุปในเปลนุ่มแปะปอนปัญหาหกชกนี่ประอันเมียนไอกษานามุยดัลใจหินทาจนเจ็ดอิสลามตรายแต่หกสัจจรุปโดยจนเจ็ดขมายในขนมสะกอโดยฉะนั้นคือปัญหา บังคอมหรือก็โดยเฉพาะมันเอาโยกอะไรมาหุบนาคลายปีใส่ชุกนี่เอาบางพระองค์นี่หุบตามเข้มสมานคือมันเมียนนาคลายปีเนี่ยในหนึ่งเตะใบหนึ่งเด้มาตามหมกปลุยหนึ่งปัวบาสนาเชียหมกปลุยหนึ่งมันกำหนดเอาไว้
cái ai ao chân chi đôi chân bỏ chi say ao cái này hô bay mà ni kiếm sống ông tệ bà khi miền sông nu pi tiết tế nơi trong cào này trong sông sông nu này cứ bẹp bòn nâng bò bầy cá pin sơn bánh phong đái lục ban mình chia thà nơi pi để lục tập ban kịp la ao tới thôi chưa bật thiên nơi cá than bò bầy nu lục ban mình chia thà nơi nông chăn nam một quan vùng đất sập rầm bấy miền tật chấm nôn thông nơi pi lục cái ban bầm ai bầm mồ chưa từ chôn chôn nơi ri tầng o làm bầy từ đặc sai bàn nhà tật thông nu hơi lúc nơi xe xoay là nhạc chung ngư và hai mà rồi nhạc tiên trong ca đặt thàn. Hồi bên lúc lúc bàn to và thà lúc khoa cầm lăng riêng đây tam phai ca. Ta lúc tổ tuôn phai ca này bị nà máu hay phai ca nó đi dây bìa vây khá tờ vào. Được chung bàn chung riêng bìm xa lấy thà nơi tháng ngày tì đọc mùi khai và mùi cho nam bà con mùa rơi chất sập bằng bấy thân hạng sở rộng này ở trong tư tự tù ca nghĩa nơi ca rật than chùm nuông chùm mùa sở rấn đa dô thị nơi tì nụ môn nhóm nơi bên lúc kia ở trong mà riêng đây mà rồi ta cứ sở rộng nâng thân hạng sở rộng nâng người ta bằng ai tư tờ riêng đây ở bán mà rồi ta vì pro cầm lăng miền đọc buồn rối hà sầm nẹ cho miền cục đáy cầm bật miền đọc và thay miền đọc được khiêm chùm rìm xe là nhấn và đọc chấn khi nhóm kết thật cực thật đọc khi nhóm ấy của phản cá ta mân cực lại miền phá nhà dân hiệp đầy kết tư còn tự khởi ở miền bật và thay khi nhóm xâm ra chết màu sọc với nhóm xông chiên đại bà khi mà xong bật bật thay cái đấy xong chiêng đài bà cái ở bay ngay cái ở chiêng đài từ đó mà bà bật thay khi mà ở khóa rồi khi ông cất mơ tiệt riêng đây ấy bà vô cầm lăng mà nụ tử riêng việc bán vẫn mình nghe đi bà khi mà vô cầm lăng đồng rây rồi tiệt bà đồng rây ní khi mà lực ở tập bóng phố như lực lưu tới cặp phrey nó tới đốt tới ở dưới lực lưu tới bóng phố như có có chờ tôi là mua mà chiến tới đọc bàn tầm rây máu ở việc đùa về chuyện đùa tới cạnh chụp phí nhà thống cạnh chụp phí chụp bay tới ô lăng thu lọ tới và khi ông mà điên ở việc này đó khi ông mà điên bàn chân khi ông kết thật chấm ạch ạch cổ thân ạ đây ở đó là nơi ta lê mê công chạm chật bầm bấy nâng tật thống à bà lịch luôn khám yên xo lê mà bà vật xa được chấm cạt mà đó là dụng vấn ý tổng khởi mà đó nâng thống như kì anh chẳng đọc về tật sở ta nên xa có cái trời ca cầm lăng vì bố dụ chân đi vào mô tựa hỏi đôi chân này khi nhóm có bàn rớt một sở ngọt một chùm điệp thả sở nâng thả bà sân là chế đọc cầm lăng màu chùi xa có khi nhóm bật chế cực thả hỏi vì bố phán cá mình ai xâm rạch bàn đi là kháng sở cái kỳ thà ở đây ấy bông phán ca bằng anh thơ ra thơ ba màn bằng nông ai ở trong sông cầm lăng bằng màn ở trong màu rồi chân ác nhóm có rịch ở đây chất đây vì bố phán ca khi nhóm phật chi chụp này hai vì bố khi em đọc kỳ đọc cầm lăng ở hai ở trong thơ ba mà rồi ta mình ba anh ấy bạn là khán bạn sai sao bị ta nâng hiểm thả về mình mà thầm mà đà thôi hãy bật công được nhầm miền cũng nất vô đầm rây tới chùi riêng nâng và hãy chìa mình bạn đọc bị ta phong nít khiêm sống ở mình tệ vấn nâng mà nít chìa xùm đua trong cao bọc trong lục tiếng trong sông an nhạt an ai cả xa đại ai cả xa này bằng hán cứ ai cả xa đề miền lê đi bì rồi xàm xa bì xa học xa muối đại minh ấn chi pisa khmer cứ sôn sôn sai sấp mà phây pram mà phây buôn chi pisa ông lê sôn sôn sai muối mà phây muối cài bấy chi pisa bà răng sôn sôn sai bấy sai pram học pram bấy ông chấm lấy anh nhàn sum nu đề xu lục nà pê lục cứ thả
Tao lúc chạm tế nơi bê lúc nuôn chia này dây ở vầy khá. Lúc chạy thà xả rạng xâm khăn rồi bỏ nuôn chia cứ thà cần lãnh đại miên ca lũng bá cứ trâu thư sài bảo vạc đầy. Hơi cần lãnh đại mần sâu lũng bá trâu thư xả hạ có cầm rật tiệp. Hơi cần lãnh đại nghe xử lũ thư xả hạ có cầm rật khắp bùa. Ca hôp rũm mần toán ảnh nhát ở thư tế. Xùm nua rồi bỏ chống xua thật ta nơi không đầm bòn rồi bỏ lúc thằng mù lúc. Chắp đào mọi hộp rũm bị bê na màu bà. Đôi chìm ban chìm rìa phim xe mạnh đá. Nói phê đại lục nôn chìa châu tình này nôm bị bà nhà thuơ xạ co. Thuơ xạ co cũng rất tiếp cũng rất vua. Ông bì cơ rộng bà vạt đáy. Tại tạm sắp phép chạy xa đáy nơi mùi lửa thân ni mùi ni mùi. Ở bà mà kì miền chì phép thu thịa ấy. Dương này nóm kê thôi sẽ có kê được thăm. Sao xanh, chùm lời này đốt đài là tì, xùm nua mân xua anh chẳng tì. Xua tha đấm bòn, cái chè rư đấm bòn pram rồi tạm lục đấng nâng tớ ca cầm nọt ôi hộp ruộm nâng chạp phát đấm bì bê nà mộng. Xùm nua ta bần năng nghe. Chùm lời ai chùm lời bà lục mân những cái lục mân xlời rủi hơi nâng tên nâng xùm nua đồng bọc đồng năng xa bình nhá. Ở đại chiếc để bàn xua lúc cả việc xâm mình. Lúc cho lời tốp ở trong cầm rất đa xâm nú xua, cụ bầm nông này ca xua bàn hời. Cả đà hộp rùm nơi khăn ông sọc xâm bố. Ai đồng bọn bà rời bà rong hiếm ọt mặt đăng đếp bàn đòi lại sọc xâm bố cứ nơi chân nam mà bòm rồi chất sập bay đấy. Cái đòi bí chênh, bí xà la đài lục nôn chìa bà nai nôm rồi tới lục chai nó bánh chìa ôi thôi chẳng mà rồi. Bánh chìa ôi thôi xạ cung, hộp ruộm chẳng. Mà chẳng ọt mình nạ nà mùi hiền bà chàng ấy. Vì bố có thà bà nạ nà mình hiền nì dê thế. Tới chặt tăng ôi thôi chẳng có tới khu sân hà. Nhưng bánh chìa bỏ chạy. Mà khiếm xong ổng tệ. Bà lục bà thiên chung ổ xùm nua hói. Xong ổ quân lục xạ xây chia bần to. Nhưng xong ổ xạ phía ta rồi bọc nhóm biên xùm nua bà thai mà ai xù bà. Xong ổ quân lục bà thiên. Bà ổ quân xong chơi. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les Juges, bonjour à tout le monde ici. Et bonjour Monsieur le témoin, j'ai très peu de questions parce que vous avez donné déjà beaucoup d'explications. Je voudrais simplement vous poser encore quelques questions pour essayer d'avoir peut-être des précisions complémentaires sur certains points. Ma première question est à propos des conditions de vie dans les coopératives. Vous avez expliqué que vous aviez reçu des instructions, que dans votre coopérative, vous aviez fait en sorte que les gens mangent suffisamment et vous aviez essayé aussi de faire que les règles soient moins strictes que celles qu'on vous avait données. Je voudrais savoir si au moment des réunions que vous avez eues avec les autres chefs de coopératives, vous avez entendu parler des conditions de vie dans les autres coopératives. Et par exemple, si vous avez entendu parler de certains endroits où les gens n'avaient pas suffisamment à manger. ແປປານນັງປັນຍາຊີວະພຽບໃນក្នុងສະຫຼົກສົມບູອາຍສະຫຼົກໃສງຕິດຂ້ອຍອັດລະບານເດປັນໄດ້ຫຼາຍໃນສະຫຼົກສົມບູຄືລະບົບຊີວະພຽບຮູ້ໃນລະບົບປະຊາພິຣັດຄືກ່ອນຕາຄຸມເພຈຣານເກໂຮບບໍມາហើយក្រៅពីបបរហ្នឹងក៏គេមានដេញដំណាំរួមសំដូចជាដំឡូងដូចជាស្អីហ្នឹងគឺមិនចោតជាបញ្ហាប្រមាណទេវិញ
đại lại được chấm chấm đẹp chẳng này cái lại chấm cướp rong xong bài chấm này vật nã cái chấm hộp bài này sầm bô cái chấm hộp bài này cái lại tân nã được chấm cướp rong cứ chấm to su hộp bài rồi hộp mà chẳng chấm xong miệng tẹp vào nương. Monsieur le témoin, excusez-moi, ma question n'est pas celle-ci. Ma question est celle de savoir si vous avez entendu, pendant vos réunions avec les autres chefs, des autres coopératives et des autres communes, si vous avez entendu dire que dans les autres coopératives, les autres communes que celles qui étaient sous votre autorité, il y avait des problèmes de nourriture et si des gens avaient, ne mangeaient pas à leur faim, ailleurs que sous votre autorité. ຕ້ອງនិយាយនៅឃុំលោកទេនិយាយឃុំផ្សេងទៀតពីឃុំផ្សេងទៀតបាទនៅឃុំផ្សេងទៀតនឹងពេលប្រជុំដូចជាមិនដែលឮសូរគេនិយាយពីការហូបចុកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថានៅតាមសហគមន៍ផ្សេងនឹងគេហូបបបរនេះខ្ញុំសូមអរអំទេ. Est-ce que vous avez entendu parler de conditions de travail très pénibles dans d'autres coopératives que la vôtre, au moment des réunions ou en discutant avec d'autres chefs de coopératives pendant les rapports? Nếu không vật nát rồi được chăm chênh tới nâng chăm tới lên mà đón bọn phôn pháp tha cả nạ mộc phruynh bọ kê nâng tăng răng á mọc bay cả lạ mọc buồn nâng bay à kèng ôi tới tới đó xa rai ai ôi tới dục cụ mai đầy tam ở đây phụ xa rai nâng mà rực kết rực khôn chẳng khơi tha bánh hà đề là chẳng vô mục vô mất rồi bằng mục rùi nâng cứ miền miền đôi cả lại chân mà nếu không còn lựa thì họ mùi chùn mà xong ôm tệ. Est-ce que vous avez également entendu parler de personnes qui tombaient malades du fait du manque de nourriture ou de l'excès de travail, ou de personnes qui mouraient du fait du manque de nourriture ou de l'excès de travail, ou des deux? ចោតជាបញ្ហាជីវភាពនេះនៅកន្លែងក្នុងស្រុកសម្បូរនេះមិនដែលជួបបញ្ហាមិនដែលឮថាធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជីវភាពទេប៉ុន្តែឃើញនៅក្នុងពេទ្យមនុស្សច្រើនភ្នាក់ច្រើនដោយមានរោគផ្សេងៗពិសេសជំងឺគ្រុនចាញ់បាទជំងឺគ្រុនចាញ់គឺឈឺច្រើននៅដេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទៅ Merci, monsieur. Avant de passer à un autre sujet, je voudrais, utilisant la pratique des procureurs, simplement indiquer au parti et à la Chambre que nous disposons d'un document D22/517, qui est une déclaration de parti civil qui a vécu au même endroit que monsieur le témoin et qui peut peut-être apporter des informations complémentaires. Je n'avais pas l'intention de lire d'extrait. J'indique simplement le nom de ce document et la référence de ce document, comme a pu le faire précédemment M. le procureur pour certains autres documents. Je voudrais
vous poser une autre question sur un autre sujet, monsieur. Vous avez expliqué, vous avez dit dans vos déclarations au juge d'instruction, et vous l'avez redit ici, que vous aviez appris l'arrestation de nombreuses personnes, des cadres, et vous avez expliqué aussi la façon dont ça se passait, c'est-à-dire qu'on invitait, vous avez insisté sur ce terme, on invitait la personne à une réunion et on l'arrêtait pendant cette réunion. Est-ce que, entre vous, vous avez discuté de la façon dont se passaient ces arrestations et que disiez-vous entre vous à propos de ces arrestations, de la façon dont ça se passait, de la raison pour laquelle on arrêtait les gens? ແປປອນມັນການຈັບຄົນນີ້ຂ້ອຍມັນດາບານປິກຣຸຍບອລຄະນີ້ປິບໍ່ໄດ້ຈະມັດພະຈະບັດປະຕອບຕອບຈັ່ງອັດດາບານຈູບຈຸມຄະນີ້ນິຍີຈະສັງງັດທັງສະເພບກາເວຈັ່ງຕາໄດ້ថ្ងៃຫມົກថ្ងៃນີ້ກິຈັບມັດຈຶ່ງນີ້ថ្ងៃກ້າວຍັງປັດຈະຊິມຮູ້ໃຈ Pourquoi n'en parliez-vous jamais? ໂດຍជាឈ្មោះកដែលត្រូវចាប់ទៅហើយយើងយកបញ្ហាឈ្មោះនេះមកនិយាយមកវែកញែកទៅយើងអត់ຕົកចិត្តគ្នាយើងទៀតព្រោះខ្លាចថាសាដល់យើងនិយាយទៅសាមានគិតរេការណាទៀតថាយើងចេះវិភាគបញ្ហាចេះស្អីអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនបាទដូច្នេះហើយបាន Merci, monsieur, pour cette explication. Vous avez également indiqué que le district vous a demandé de classer les personnes en trois catégories, et notamment la troisième catégorie, le peuple nouveau. Vous avez dit que vous n'aviez pas procédé à ce classement. Mais quand on vous a expliqué ce classement, cette classification en trois catégories, est-ce qu'on vous a expliqué également comment, par quelles mesures concrètes dans la vie quotidienne cela allait s'appliquer? Est-ce qu'il y avait des différences pour la nourriture, pour le logement, pour le travail, entre les différentes catégories de personnes? នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺការហូបចុកគឺអត់មានបែងចែកថាអ្នកដែលសមាជិកពេញសិទ្ធហូបអញ្ចេះអ្នកត្រៀមហូបអញ្ចោះអ្នកផ្ញើហូបអញ្ចេះទេបាទអត់មានបែងចែកអញ្ចឹងទេគេឲ្យបែងចែកមិនដឹងជាក្នុងនេះយ៉ាងម៉េចទេគាត់ថាឲ្យបែងចែកមានអ្នកពេញសិទ្ធបាននេះថាជាជនចាស់ដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន ជាជនត្រៀមគឺអ្នកដែលចាស់ឡាស់ដែលមានលក្ខណៈអីដូចថាប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ដូចថាមិនពេញចិត្តការងារមិនសូវសកម្មអីហ្នឹងគេឲ្យត្រៀមហើយមួយទៀតផ្ញើគឺអ្នកថ្មីដែលទៅទៅបាទគេកំណត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងមូលដ្ឋានខ្ញុំមានការបែងចែកដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់មានរាយការណ៍ទៅឲ្យគេខាងលើទេ នៅតែក្នុងសភៅហើយមិនប្រកាសជាទូទៅទេមកខ្ញុំសូមអស់មតិប៉ុណ្ណឹង
Merci. Je voudrais maintenant vous poser une question à propos des mariages et de la façon dont se déroulaient les mariages. Vous avez expliqué que dans l'armée, les mariages se faisaient sur ordre de la hiérarchie. Vous avez expliqué qu'une fois vous aviez reçu par le biais du district une demande de 30 jeunes filles à marier. Vous avez expliqué que les jeunes filles recevaient un numéro, les jeunes hommes recevaient un numéro et on épousait le numéro correspondant. Est-ce qu'on vous a expliqué à un moment ou à un autre les raisons pour lesquelles il fallait se marier de cette façon-là, avec des numéros attribués et une distribution des numéros ? Est-ce qu'on vous a donné les raisons pour lesquelles ça se passait désormais comme ça, puisque je suppose qu'avant, on se mariait librement et individuellement ? ពាក់ព័ន្ធនឹងយុវនារីដែលស្នើខាងយោធាស្នើពីការដ្ឋានខ្ញុំនេះការរៀបការខ្ញុំអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែក្រុមខ្ញុំធ្លាប់តែចូលរួមក្នុងការរៀបការនៅឃុំមួយជប់នៅឃុំខ្ញុំនឹងខាងស្រុកផ្សំគេអញ្ជើញទៅចូលរួមរៀបការនឹងឃើញគេមានដាក់លេខបាទគេច្រើនថ្ងៃនោះប្រហែលជា10គូយ៉ាងបាទគេមានដាក់លេខ1 ដឹងតែគូនឹងលេខ1លេខ2ឯពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលគេចាប់បង្ខំឬក៏គេឯកភាពទទួលយករិះសុខចិត្តនៃសមាជិកនោះខ្ញុំក៏អត់បានដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាពេលទៅគេហៅទៅរួមទៅចូលរួមគេទៅប្រគំជប់គ្នាក៏នឹងអានឹងគេរៀបការជាច្រើនគូនឹងគេដាក់លេខនេះខ្ញុំសូមអរអំទេ Merci. Simplement, pour préciser, je suppose que cette façon de se marier était différente de celle que vous aviez avant le régime du Kampuchea démocratique, et je voudrais savoir si on vous a expliqué pourquoi les mariages se faisaient désormais de cette façon-là. ខ្ញុំគិតថាការរៀបការក្នុងរបបកម្ពុជាទៅជាទៅបតៃនេះគឺគេឲ្យមានដាក់លេខឲ្យច្រើនគូអញ្ចឹងខ្ញុំគោលបំណងដែលគេមិនឲ្យខាតពេលវេលាផងខាតរបស់របរច្រើនផងអន្តរថាការស៊ីចុកអញ្ចឹងអានេះក៏ជាការស្មានរបស់ខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំអត់បានរៀបការច្រើនគូដូចគេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់រៀបការជូនសហករណ៍ដែរ បាទបាទរៀបការត្រឹមអស់ហើយពីគូបាទមានម្ដងមួយគូម្ដងពីរគូមានអញ្ចឹងបើពីរគូនឹងខាតបាទអស់គូមួយអស់ជ្រូកមួយគឺខាតច្រើនដែរនេះខ្ញុំសូមអរអំទេប៉ុណ្ណឹង Merci, monsieur. Je voudrais enfin aborder un dernier sujet. Vous avez expliqué que vous receviez des instructions, que vous faisiez des rapports. Vous avez parlé assez longuement de la hiérarchie. Et vous avez, il y a quelques minutes, évoqué le centre. Et vous avez évoqué M. Nunchia et vous avez dit, dans la traduction française, il avait l'autorité suprême parce qu'il faisait partie du centre. Qu'est-ce que vous voulez dire par autorité suprême ? Qu'est-ce que cela veut dire, autorité suprême ? ខ្ញុំសូមអរអំទេប៉ុណ្ណឹង
Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur autorité suprême, pour vous, bien sûr, et compte tenu de votre expérience dans le régime? សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជាជាតិថាបតៃនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជាជាតិថាបតៃនេះសហភាពតាទាំងអស់សាស្ត្រីបានឆ្លើយថាមានអំណាចកំពូលជាអ្នកនៅលើបំផុតសំណួរថែមទៀតឲ្យឆ្លើយខ្ញុំគិតថាឲ្យសោយថាមានន័យយ៉ាងម៉េចឲ្យសាស្ត្រីបញ្ចូលន័យដែលគាត់ បង្ហាញតខ្លួនខ្ញុំណាក់ខ្ញុំយល់ថានេះជាសំណួរដែលឲ្យសាស្ត្រីធ្វើសេចក្តីសន្តិឋាននិងអបមានវិធីហើយខ្ញុំសូមសុំទោសសូមអរគុណសេចក្តីជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីមានប្រសិទ្ធភាពសាស្ត្រីមិនបាច់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរចុងក្រោយនេះទេសាស្ត្រីមិនអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរឯណាដែលសូមឲ្យសាស្ត្រីផ្ដល់ នៅគំនិតអត្តនោម័តរបស់សាក់សីទៅនឹងបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមានទេសំណួរដែលសួរមកសាក់សីគឺសួរតែសាក់សីបានឃើញបានដឹងបានឮបានចងចាំមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ជួបប្រទះឬក៏បានធ្វើការសង្កេតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬព្រឹត្តិហេតុទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតាំងសំណួរប៉ុណ្ណោះ Monsieur le Président, je me plierai à votre décision. J'indique simplement, pour la nécessité du transcript, que je pense que le témoin, compte tenu de sa position, était en mesure d'expliquer techniquement ce que contenait le terme d'autorité suprême. En termes techniques, bien sûr, et non pas en supposition de sa part. Cela dit, j'en ai terminé avec mes questions. Je vous remercie, Monsieur le témoin, pour votre contribution utile. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Quelques questions également de suivi. Tout d'abord, je voudrais revenir sur vos responsabilités en tant que chef de la commune de Sambo, puis le chef de la coopérative de Sraikön. Vous avez indiqué que la commune de Sambo a été divisée en deux coopératives. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels étaient les villages qui dépendait de la coopérative de Sraikön? បាទឃុំសម្បូរនេះមានពីកាលពីពេលនោះមានប្របីឃុំនៅពេលដែលបែងចែកជាសហករណ៍ពីរសហករណ៍សម្បូរនិងសហករណ៍ស្រៃខឿនសហករណ៍ស្រៃខឿននេះមានបួនភូមិគឺមួយភូមិកែងប្រាសាទ Est-ce que ces quatre villages, puisqu'il y a un problème de traduction vers le français, est-ce que ces quatre villages étaient Kang Prasat, Sraikön, Char, Nol et Samrong? Je suis désolé pour la prononciation khmer, mais... Est-ce que la coopérative de Sraikön était aussi connue comme étant la coopérative de Kang Prasat? Kang Prasat,
Où était situé précisément le centre de sécurité de Kokduok? Kokduok. Est-ce que le centre de l'île de Koh Samtok faisait également partie du village de Kang Prasat? Est-ce que l'île de Koh Doi était située sur les limites de la coopérative de Sraikun? Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était à la tête de, du centre de Koh Doi? Je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que vous avez bien dit que Sarun avait été à un moment à la tête de Koh Doi? Sarun. Alors, je vais essayer d'être peut-être plus précis. Vous avez également indiqué, excusez-moi pour ma prononciation, qu'un nommé Sarun avait été à la tête de B3. Est-ce que la personne qui était à la tête de B3 avait également été à la tête de Koh Doi? Bay nâng cục đuôi này cứ xây nghe nè cục đuôi này cứ chìm tì sắn sọc rồi bà sọc
sông bố ai cùng cái đuôi nó cả vì môn tây chỉ cả than dụ chôn dụ nari ní cứ chia cái lái sân sốc rồi bắc hải đã kể một mối cả mà bị bá từ đạn nơi tin nu cả mà ba bị khung bị xem xem bị sọc xem xem từ đạn nơi bỏ bay đằng chẳng cứ mua chia cái lái bắc hải mua chia cái lái rồi bắc sọc mà xem xong ổn thế. Oui, je vais répéter ma question parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que le nommé Sarun, auquel vous avez succédé à B3, avait également été à la tête de Coq-Dôc? Sarun, dans le bobay, dans le groupe Rong, dans le groupe Rong, dans le groupe Rong, dans le groupe Rong, sản xuất cốc đuôi đề sản lượng là cốc đuôi ním xây sản lượng là khang dầu thế là tua là bỏ bay ním xây manupi nè vẫn mua đôi khi nè. Vous nous avez indiqué hier lors de vos auditions que vous aviez lorsque vous étiez à la tête de la coopérative de Sraikun et ensuite à B3, vous aviez un adjoint. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de cet adjoint? Nhưng tới bây giờ, mình đã thích một bên để kháng sốc cái chân tăng ở tới tôi thôi chè nụ nhầm. Hãy một bên ít là nơi bỏ bay cho mùi nhầm nó bàn và hãy chạy bay khái cái đó ở một bên nó màu thường chìa bởi thêm xã có nơi vật thân ạ mình vì bởi thêm xã có vật thân ạ trời kì chập luôn mà thêm sống ôm tệ bởi nâng. Payne avait-il aussi été votre adjoint quand vous étiez à la tête de la coopérative de Sraikun? Payne était un adjoint de Sraikun. Payne était un adjoint de Sraikun. Payne était un adjoint de Sraikun. Est-ce que vous pouvez indiquer dans quelles circonstances Peng a trouvé la mort? Pen có từ lo pi cái lái rót mà vinh đo mà đo phun bảy kriêng nẹp phun bảy kriêng nó cứ vài con ngọp từ mặc nhầm sông ôm tệ. Donc il a été exécuté par la population. Pour quelle raison a-t-il été exécuté selon vous? Nhóm cái đáp mình ban cho bà đại hội nhóm của ban sài chơi đều bà nhà đi bà tam đăng lại liền khá lư tham miền cùng nôm phong hai mươi giang tiết về là rót nó gọt nhà sầm phe đã chấm mùi phụ nè sầm lạp gọt nưng mà chấm nuôn rồi bỏ pra miền tăng bị khảo ai chết đào mắng đào về gọt tự do sầm phe đã bỏ gọt nưng cái vải gọt tại mình đòn.
Je ne sais pas s'il est temps de faire une suspension. Alors, je voudrais que vous nous parliez un peu plus en détail de B3. Vous nous avez dit que B3 avait été précédemment un centre de sécurité. Je voudrais que vous nous disiez, quand vous êtes arrivé à B3, quelle population vous avez trouvée sur place? Qui étaient les gens qui étaient à B3? Et est-ce qu'ils y sont restés ou que sont-ils devenus? បប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 ប
ដែលកន្លែងកែប្រែនេះបាននេថាយកមកអប់រំណែនាំដោយពួកនេះមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើការងារដូចនៅសហគមន៍អញ្ចឹងរើរៀនដីធ្វើស្រែធ្វើចកាអញ្ចឹងបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំមិនដឹងជាអង្គភាពបបីនេះចេញអស់ពីពេលណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថា នៅក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1978គេប្រមូលយុវជនយុវនារីមកដាក់នៅបបៃនេះដោយឲ្យឈ្មោះសរិនជាយោធាជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយដល់គេប្រាប់ខ្ញុំថាសរិនគ្រប់គ្រងយុវជនយុវនារីអត់បានទេពីព្រោះវាប្រាថាយោធា បានពីយុធានេះបានន័យថាប្រើអំណាចខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបានគេស្នើឲ្យខ្ញុំជាមួយពេលនឹងមកកាន់កាប់នៅកន្លែងបបបីនេះវិញនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់បបបីនេះខ្ញុំឃើញតែយុវជនយុវនារីកំពុងតែបំពេញការងារដែរធ្វើក៏រើរៀនដីបាទដោយមានរោងនោះ50កាលនឹង មានរោងហាសិបរោងតូចតូចល្មមមករោងរស់នៅ8នាក់រោងខ្លះ10នាក់អញ្ចឹងហើយមានមន្ទីរបាយមួយនៅកន្លែងបបបីហ្នឹងហើយក្រៅពីនេះអត់មានដោយថាផ្នែកសន្តិសុខមានខ្នោះមានគ្នាអីអត់មានទេនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាអ្នកដែលមកបបបីនេះ Il n'y avait pas d'entrave, mais est-ce qu'il y avait des gardiens? Est-ce qu'il y avait des gens armés qui s'assuraient que les personnes à B3 ne quittaient pas le site? ដោយខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងថាខ្ញុំមកបបបីនេះខ្ញុំអត់បានជួបអីទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំមកក្រោយទេគឺពួកកម្មាភិបាលនៅបបបីហ្នឹងក៏ចេញបាត់អស់ហើយដែលកម្មាភិបាលគេហៅគេចាប់មកហ្នឹងគឺចេញពីទីនេះអស់ហើយអត់មាននៅកន្លែងហ្នឹងទៀតទេហើយនៅសល់តែយុវជនយុវនារីដែលគេមកតាំងពីខែ4ចុងខែ4មកនៅទីនេះអញ្ចឹងគឺ អសភាពការជាក់ស្ដែងបបបីនៅពេលដែលគេប្រមូលផ្ដុំពួកកម្មាភិបាលមកនៅទីនេះនោះខ្ញុំអត់បានឃើញហើយអត់បានដឹងបាទខ្ញុំសូមអរមន្តេ
Monsieur le témoin, vous avez indiqué lors de vos interrogatoires devant les juges d'instruction qu'il y avait eu 450 jeunes, puis 250 jeunes supplémentaires. Donc, si je comprends bien, à un moment donné, il y a eu pratiquement 650 jeunes à B3. Est-ce que c'est bien ce que l'on doit comprendre ? Nơi bò bay đấy cứ dù chuẩn là miền hai nơi phía trong tới đó miền buồn rồi hà sập nè đò cày máu miền dù chuẩn dù nơi máu pi tầm mung tầm luôn được hàng mười một ní hai pi rồi hà sập nè tiền sà rộp tầng o tới vùng pờ rồi nè nơi khnông bò bay ní bồn tai dù chuẩn dù nơi hàng tầm mung ní máu bán phải chia pi khai phai bên ông tới cứ kệ đó vô tập bát ở mình hai nơi sau tại dụ chôn dụ nơi cha đại miền phải buồn rồi nhẹ nơi chấm sông ông tệ On reviendra tout à l'heure sur les nouveaux, mais est-ce que vous pouvez nous dire, confirmer que B3 était situé dans la forêt? Est-ce que B3 était situé dans un lieu où il y avait la malaria? Est-ce que B3 était situé dans un endroit où il n'y avait pas? Nous justement on demandait aux gens de défricher les terrains. Alors est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu jusqu'à 700 personnes dans un endroit qui a priori n'était pas des plus hospitaliers, qui sont restées sans aucune surveillance, sans aucun service de sécurité pour s'assurer que les gens ne partent pas? C'est bien ce que vous voulez nous dire? Car than bò bay ní ăn man chia cái lại mũi đà ruồi bà rong bị dụ chôn dụ nơi rót chanh đây bị ruồng chia cái lại mũi đà sờ vật đẹp đẹp đây này cái lại bò bay ní cái ao cù pet pi nè này bị chạm cà mà miền cù pet pi nè này chỉ mũi đá đòi miền thân nam sơn cây ấy xăm rum a chui tụp cát hay cái lon không có địa phê để chăm từ ruộng này thì nu miền đây phải nhà chúng người còn tranh còn tại mình chỉ thằng con thô na na để sống bay ở luôn chăm nó có chụp năng chúng người còn tranh đây mà chẳng ban này thà này bỏ bay này mình mà anh chị ăn miền cà rồi bà rắm phía rừng rót đây ăn miền sơn sọc cái dìa mới đây. Bien. Alors, vous nous avez dit donc que vous avez constaté que vous auriez du mal à vous acquitter du plan qu'on vous avait confié et que vous deviez mettre en œuvre. C'était la raison pour laquelle vous avez fait part de besoins au niveau du district. Et si j'ai bien compris, c'est à la suite de ces observations que vous avez vu arriver des nouveaux jeunes, comme vous avez dit. Ces nouveaux jeunes, est-ce que vous pouvez nous dire de quel endroit ils venaient? Hay chấm ở ban chấm ba bị mù lạt ấy ban chỉ kịp bị chôn chôn dụ nri tầng ở nắng mao cái lại chấm thế ban nó còn đằng thà phù mà đầm mung nó còn sọc ni một ni bia này chết vùng đan Việt Nam cái chấm sông miền mệt vẫn nằng bà con tâm đầu kia nâng miền tâm nuôi tràn tiết hay bị về có xong đang tầm rãi hơi có tham mình pi mình pi tầm nô tiết phần tệ mình men pi đôi có thả đi nhưng anh mình chờ anh tiết ấy là những ông nhầm đẹp cả tầm rãi
Xong, Krong Châu.